Hello anh em nha, thì hôm nay về gửi tiền mấy con quýt cô dùng anh đó anh em. Thì cũng cảm ơn anh em ha, thật đăng lên thì anh em chia sẻ em cần hết rồi. Anh lý mỏng thôi anh em, tặng mua nhiều quá anh em. Nay về cũng đông mất tiêu trơn rồi, nhà vừa không nhà trống luôn anh em, đóng cửa đó rồi. Có mình cần đứng vòng vòng quay mấy chim thôi. Rồi quay cho anh em coi mấy con nuôi gì luôn ha. Đây có cặp thang nha anh em, nuôi đói nuôi khổ rồi chứ nó cũng đẻ nha anh em. Máy đang tha rác á, thì hôm bữa mình tính làm cho anh cái tổ anh em đem về đem đây mà chở lùm đùm quá anh đem về không được, anh để trái dừa nè anh em, anh để trái dừa đây nó cũng tha vô trọng á, mà không biết nó đẻ không thì không biết, đang tha rác nè. Thế nào, con máy nó tha rác đó anh em. Nuôi chơi vậy mà nó không đẻ nữa, đặt trước nó cũng có đẻ rồi anh em, nhưng mà nó bị kiến ăn, anh để nó vừa vậy đó mà cái cửa mình quay lên nữa cũng khó anh em. Đây nó có mấy con bẹp bẹp nè, bíp 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 con này là to nha anh em, con này mới có mùa mấy hay mùa gì đó, trước anh có con mười mấy mùa luôn á. Ảnh là nuôi chiên gì bềm bẹp nha anh em, trước anh nuôi bẹp dữ lắm, bẹp nó nuôi cái nó dơ anh em, với cái lồng nó bự quá da. Bịp bịp cho nó ăn cơm không à, cơm trộn cám anh em. Con này bị trống máy nó căng dữ quá, con này chắc máy nó bự quá. Có khách, có khách, có khách má ơi. Cái gì? Trên có hai con à? Cái gì ông nội? Ông nội nói gì ông nội? Trên có hai con này là các bạn. Nó nói con kia nó nói rành nó mới đau mất rồi. Ây da, ui da. Có khách, có khách. Con này là trùm nói chuyện với các bạn. Cái con nhộng này nè, nếu mình nuôi, mình nuôi bằng ngon lạnh mình tập là cái giọng này nói chuyện dữ lắm. Con của ông anh mình bị hư hết con mắt rồi. Có khách, có khách, có khách. Có khách ông nội ơi. Có khách, có khách. Đã chưa các bạn? Có khách, có khách. Có khách. Có khách tâm nhỏ. Có nhà không? Có khách, có khách. Có khách. Có khách. Có khách. Có khách, có khách. Có khách, có khách, có khách, có khách.
Có khách, có khách, có khách. Tiếc ghê bạn, con này nó hư mắt tiếc ghê ha. Có khách, có khách, có khách. Có khách, có khách, có khách, có khách, có khách. Có khách, có khách, có khách, có khách. Có khách tâm nhỏ. Có khách, có khách. Có khách. Có khách, có khách. Có khách, có khách. Con này nó có cái gì ngộ bạn, nó có cái gì sau lưng đẹp quá nè. Ây da, để tao rờ thử cái gì mày. Có khách, có khách. Có khách, có khách. Có khách, có khách. Có khách, có khách. Có khách. Có khách. Có khách, có khách. Có khách. Có khách. Có khách. Có khách. Gì hả? Có khách, có khách. Không có ai hết trơn. Có khách, có khách, có khách, có khách, có khách, có khách. Có khách. Có khách, có khách, có khách. 80. Cái gì ông nội? Tám nhỏ ơi, có nhà không tám nhỏ? Bây giờ,